Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ qua để gửi tới quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trên cơ sở định hướng phát triển các ngành lĩnh vực trọng điểm, xác định các dự án lớn có tính chất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội để đầu tư và thu hút đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ, bảo đảm đúng định hướng, đúng quy định của pháp luật. Các dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được xác định trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng đã được triển khai thực hiện theo các nghị quyết, quyết định phê duyệt các quy hoạch trên. Theo đó, trong quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, có 31 dự án ưu tiên đầu tư, gồm dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội trên địa phận tỉnh Thái Bình với quốc lộ 38 và cao tốc Hà Nội Hải Phòng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, dự án xây dựng đường bên của tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giấy Ninh Bình đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, đầu tư xây dựng DT382B nhánh phải km 0+000 đến km 14+420 quốc lộ 39. Dự án đường kết nối DT387 với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng km 31+100, dự án xây dựng DT377 đường quy hoạch mới đoạn từ điểm giao với DH74 đến điểm giao với DT376, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ kết nối di sản văn hóa, du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Tân Phúc Võng Phan, giao DT378, dự án xây dựng đường bên đoạn km 19+640 giao quốc lộ 38B đến km 24+240 giao quốc lộ 39, tiếp giáp tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc Cầu Giấy Ninh Bình, dự án xây dựng đường Chí Tân Toàn Thắng giao quốc lộ 39, dự án xây dựng đường Chính Nghĩa Phú Cường, dự án xây dựng đường DT382B từ km 14+420 đến km 26+730 nhánh trái và nhánh phải, dự án đầu tư xây dựng DT382B nhánh trái đoạn km 2+350 đến km 14+420, dự án đầu tư xây dựng đường Vân Du Phù Ủng đoạn từ nút giao DT376 đến DT382 huyện Ân Thi, dự án xây dựng đường tỉnh 376B đoạn kết nối quốc lộ 39 với DT386C, dự án tuyến đường DT384B đoạn từ nút giao với tuyến đường bộ nối hai đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc Cầu Giấy Ninh Bình đến giao với DT378, dự án xây dựng đường quy hoạch 69m từ đường Phạm Ngũ Lão DT387 qua khu công nghiệp Minh Đức đến cầu sắt quốc lộ 38 thị xã Mỹ Hào giai đoạn 1, dự án nâng cấp mở rộng DT387 đoạn từ nút giao quốc lộ 5 đến cầu Thuần Xuyên km 8+100 đến km 12+580, dự án xây dựng đường trục quy hoạch Bắc Nam từ huyện Văn Lâm đến đường Phạm Ngũ Lão thị xã Mỹ Hào giai đoạn 1, dự án xây dựng đường gom khu công nghiệp phía Nam đường sắt từ Như Quỳnh đến Lương Tài, dự án đường tránh DT376 đoạn qua huyện Yên Mỹ và Ân Thi, dự án đầu tư xây dựng đường Đông Tây 1 đoạn từ DT378 đến DT382B, dự án cải tạo chỉnh trang một số tuyến đường phố nội thị thành phố Hưng Yên, dự án cải tạo nâng cấp DH57 huyện Quái Châu, dự án xây dựng cầu Cửu An 1 bên phải và cầu Cửu An 2 bên trái trên đường bên tuyến đường bộ nối hai đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giấy Ninh Bình tỉnh Hưng Yên, dự án xây dựng đường vành đai 3,5 đoạn từ DT378 đến quốc lộ 5, dự án xây dựng khu hành chính tập trung tỉnh Hưng Yên, dự án khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên, dự án cải tạo nâng cấp DT377 đoạn từ km 17+980 đến km 23+300 từ cầu Khé đến ngã ba Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, dự án xây dựng nút giao kết nối DT386C với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng km 31+100 và dự án xây dựng DT377 quy hoạch mới đoạn từ điểm giao với DT377B đến km 13+800 huyện Khoái Châu, dự án cải tạo nâng cấp DT382 đoạn từ km 19+750 đến km 26+550,
từ giao với DT382B đến giao với DT378. Dự án đầu tư xây dựng đường gom dọc quốc lộ 39 đoạn từ giao với quốc lộ 5 đến nút giao cầu vượt quốc lộ 39, km 9 cộng 926 lý trình quốc lộ 39. Dự án đầu tư xây dựng DT382C đoạn từ giao với DT387 đến đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5, dự án cải tạo nâng cấp hệ thống kênh tiêu thoát nước vùng công nghiệp Kim Động, Ân Thi, Yên Mỹ. Ngay trước thời điểm kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 2024, thành phố Hà Nội có nhiều công trình lớn với quy mô nghìn tỷ hoàn thiện được đưa vào sử dụng. Bên cạnh một số công trình như Cung Thiếu Nhi, đường sắt trên cao đã khánh thành các dự án cầu đường, bệnh viện đang được tích cực hoàn thiện giai đoạn cuối để kịp đi vào hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Cụ thể, dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 67.863 m2, gồm một khối nhà cao 6 tầng có 2 đơn nguyên 1A và 1B. Đây là một trong những công trình đang được đẩy nhanh tiến độ dự kiến treo biển khánh thành trước ngày 10 tháng 10 để kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Theo thiết kế, đơn nguyên 1A có diện tích 17.316 m2, gồm khoa khám bệnh với khả năng tiếp đón hơn 500 lượt khám một ngày, các khu cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và cận lâm sàng khu hành chính. Đơn nguyên 1B có diện tích 11.797 m2, gồm chức năng điều trị nội trú và dịch vụ tích hợp. Bên cạnh dự án xây dựng bệnh viện, tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài, quận Hà Đông cũng cấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối để kịp thông xe trước ngày 10 tháng 10. Sau gần 2 năm thi công, công trình giao thông với tổng mức đầu tư 700 tỷ này được hình thành, trong đó đoạn giao cắt đại lộ Thăng Long đến phố Đại Linh, phường Mễ Trì gần như đã hoàn thiện. Ngoài ra còn có dự án xây dựng tuyến đường dài 1,5 km, rộng 40 m nối từ đường Nguyễn Văn Cử đến khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, khởi công xây dựng từ năm 2018 với tổng mức đầu tư lên đến hơn 1.220 tỷ đồng, đến nay cũng đã hình thành và chờ ngày thông xe. Tuyến đường sẽ giúp giao thông thông suốt từ cầu Đông Trù đi qua các phường Thượng Thanh, Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Bồ Đề, Long Biên, Thạch Bàn đến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Dự kiến tuyến đường này được thông xe trong những ngày tới. Trước đó ngày 20 tháng 9, thành phố Hà Nội cũng công nhận công trình đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Nhổn - Ga Hà Nội là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao chính thức đi vào vận hành từ ngày 8 tháng 8. Tuyến đường này dài 12,5 km, có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, trong đó đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy dài 8,5 km và đoạn đi ngầm Cầu Giấy - Ga Hà Nội dài 4 km. Tháng 5 năm 2023, sau gần 3 lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư của dự án này lên khoảng 1,3 tỷ euro, thời gian thực hiện từ năm 2009 đến 2027. Gần đây nhất, công trình Cung Thiếu Nhi Hà Nội vừa được khánh thành vào ngày 21 tháng 9. Đây là một trong số các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Cung Thiếu Nhi Hà Nội được xây dựng tại khu công viên và hồ điều hòa CP1, quận Nam Từ Liêm, có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng với các hạng mục như nhà hát 800 chỗ, rạp chiếu phim 3D, 4D 200 chỗ, nhà thi đấu 500 chỗ, bể bơi 10 lần. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng với mục tiêu tạo thành một trung tâm văn hóa thể thao cho thiếu nhi thủ đô. Triển khai phong trào 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc, thời gian qua các nhà thầu đã liên tục bổ sung nhân lực, thiết bị, nghiên cứu phương án tổ chức thi công khoa học để đột phá về sản lượng tại các dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 giai đoạn 2. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, đến nay, sản lượng cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 thi công đạt 52%, đặc biệt một số dự án thành phần đang phấn đấu hoàn thành sớm từ 3 đến 6 tháng. Là nhà thầu thi công tại dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, ông Nguyễn Quang Huy,
Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết hiện tại tổng số máy móc và thiết bị được huy động hiện lên tới 1.750 đầu máy với 4.000 nhân sự trải dài trên 50 mũi thi công. Sản lượng xây lắp toàn dự án đạt hơn 6.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 45% giá trị các hợp đồng. Đối với hệ thống cầu, có 77 cầu đã thi công, trong đó có 27 cầu đã triển khai lắp dầm thi công bản mặt cầu. Ông Huy cho hay, hạng mục nền đường đã cơ bản hoàn thành, mục tiêu đến cuối năm nay, việc thi công bê tông nhựa sẽ đạt khoảng 20% chiều dài tuyến. Dự kiến hết năm 2024, sản lượng dự án sẽ đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tương đương với 60% tổng khối lượng xây lắp. Với các hầm xuyên núi, ở dự án này, Tập đoàn Đèo Cả đề ra thời gian hầm số 1 và số 2 hoàn thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Riêng hầm số 3 sẽ được đào thông vào ngày 30 tháng 4 năm 2025, sớm hơn khoảng 7 tháng so với kế hoạch ban đầu, tháng 11 năm 2025. Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. Với kế hoạch trên, dự án cao tốc đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn sẽ về đích trước 8 tháng so với thời gian ký kết tại hợp đồng tháng 8 năm 2016. Ở dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, theo báo cáo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư của dự án, sản lượng thi công toàn dự án hiện đạt 42% kế hoạch. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết, ngày 21 tháng 9 vừa qua, chủ đầu tư đã tổ chức ký kết giao ước với các nhà thầu thi đua cao điểm 100 ngày đêm thi công hoàn thành công tác xử lý nền đất yếu, gia tải nền đường, cơ bản hoàn thành các cầu, giải ngân đạt 100% vốn được giao dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau. Đánh giá về việc hoàn thành công tác xử lý nền đất yếu và gia tải là tiền đề, điều kiện tiên quyết để hoàn thành được dự án vào cuối năm 2025. Ông Thi yêu cầu đơn vị tư vấn nhà thầu thi công phải lập lại kế hoạch thi công chi tiết đối với các hạng mục còn lại của dự án một cách khoa học, đảm bảo bù được tiến độ bị chậm. Nhà thầu ưu tiên nguồn lực tài chính, huy động thiết bị máy móc nhân lực thi công, 3K4 kíp làm việc xuyên lễ, xuyên Tết vào cuộc chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn thi công, bảo đảm yêu cầu tiến độ chất lượng của dự án. Huy động gần 600 kỹ sư công nhân và hơn 3.000 đầu máy tại gói thầu XL2 của dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang, Tập đoàn Sơn Hải đã duy trì tổ chức thi công 3K4 kíp, sản lượng thực hiện trung bình của nhà thầu hiện đạt 90 tỷ đồng một tháng, tăng 1,5 lần so với trước thời điểm phát động. Đại diện Tập đoàn Sơn Hải nói, nhà thầu sẽ tăng cường thêm nhân lực, trang thiết bị máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để chạy đua với tiến độ, đảm bảo thời gian cán đích của cao tốc Vân Phong - Nha Trang vào dịp 30 tháng 4 năm 2025. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu cung ứng vật liệu cho các dự án, các địa phương đã phối hợp cùng với các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai các thủ tục liên quan đến cấp mỏ cho các dự án. Thủ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy đánh giá tiến độ triển khai còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ngoài tỉnh Vĩnh Long đã cấp 1,1 trên 3,4 triệu mét khối, tỉnh Tiền Giang còn thiếu 3,62 trên 15,95 triệu mét khối. Bến Tre còn thiếu 1,77 trên 7,37 triệu mét khối. Các địa phương này vẫn đang triển khai thủ tục cấp mỏ, bổ sung mỏ để đáp ứng nhu cầu thi công cho các dự án. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các cơ quan chủ quản chủ động trong việc tìm kiếm nguồn vật liệu phục vụ thi công các dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu, phối hợp chặt chẽ với các địa phương có mỏ, vật liệu để hoàn thiện các thủ tục cấp mỏ, đảm bảo nguồn liệu đắp, không để ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long cần chủ động phối hợp với các bộ ngành tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, khẩn trương hoàn thiện thủ tục cấp phép trong tháng 9 năm 2024 để cung cấp vật liệu đảm bảo đủ khối lượng, công suất đáp ứng tiến độ của các dự án, ưu tiên trước cho các dự án cao tốc Bắc Nam có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025. Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu phối hợp với các địa phương sớm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, di rời hạ tầng kỹ thuật, cung ứng vật liệu xây dựng đảm bảo đủ trữ lượng và công suất đáp ứng tiến độ thi công các dự án, xây dựng kế hoạch tổ chức thi công hợp lý, phù hợp điều kiện giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, điều kiện thời tiết, tổ chức thi công 3K4 kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án trọng điểm quốc gia, đặc biệt là dự án cao tốc Bắc Nam nhằm đạt mục tiêu 3 km trong năm 2025.